Xin chào anh chị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Nhuận nha. Thì trong clip ngày hôm nay, Nhuận sẽ cập nhật cho các bạn về giá của dòng xe Future. Thì dòng xe này nó trong thời gian qua nó rất là hot nha các bạn. Tại vì các bạn cũng đã biết á, thì trong tình hình hiện tại á, là tất cả các head ở trong địa bàn là Sóc Trăng, Cần Thơ hoặc là Bạc Liêu, Cà Mau thì hiện tại đã không còn đủ hàng để cung cấp cho các bạn nữa, hoặc giả là có xe cũng không có đầy đủ màu cho các bạn lựa chọn. Thì trong clip ngày hôm nay, Nhuận sẽ review về tổng kho cho các bạn xem. Đây, các bạn thấy từ đây tới đẳng đều là Future cho các bạn. Đó. Thì hiện tại bên cửa hàng bên Nhuận còn rất là nhiều dòng xe Future này phiên bản 2022. Thì hiện tại các bạn sẽ có nhu cầu cứ việc đến cửa hàng Honda Hồng Đức mình với địa chỉ là ấp Châu Ích A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng để có dịp mua sắm nha các bạn. Rồi thì trong clip ngày hôm nay thì tránh lắm mà làm mất thời gian của quý vị và các bạn, thì Nhuận sẽ cập nhật về phiên bản, giá cả, chương trình khuyến mãi, và một cái điều đặc biệt cho các bạn đó là một cái chương trình trả góp lãi suất 0.99% các bạn luôn. Đó, nói chung là bên cửa hàng Honda Hồng Đức Mượn mình muốn bán cho các bạn một cái giá thật là ưu đãi và cái lãi suất nó cực kỳ thấp cho các bạn để mình mua xe trong dịp đi lại và sử dụng vào xe bằng việc ăn cho các bạn. Thì trên màn hình các bạn đang xem là có phiên bản màu xanh xám đen cực đẹp luôn. Phiên bản này là phiên bản 2022 nha các bạn. Đó. Thì phiên bản này là phiên bản màu mới nhất của Honda. Thì các bạn thấy thì cái tông màu nó sở hữu là màu xanh kết hợp yên màu đen rất là đẹp các bạn, rất là mạnh mẽ. Rồi kế tiếp thì là một cái phiên bản màu đỏ các bạn. Phiên bản màu đỏ này cũng là phiên bản 2022. Các bạn thấy từ phiên bản 2022 á, là đã bỏ công ty Honda, đã bỏ đi cái yên màu nâu các bạn, nó sẽ đổi thành cái yên màu đen, yếm đen nha các bạn luôn. Đó, cái yên nâu á, cái dạng như cái tông màu nâu á, thì sẽ để lại cái xe của mình nó không có mạnh mẽ, cái dạng như nó có vẻ là theo cá nhân của Nhuận á, là nó sẽ nó hơi yếu hơn so với yên đen nha các bạn. Thì trong thời gian qua là các bạn cũng thấy á, là cái yên đen được quý vị sử dụng rất là nhiều, anh chị sử dụng vào việc mua sắm đi lại rất nhiều ha. Rồi ở đây là tổng rất là nhiều ha, chỗ này khu vực này á, là đậu màu xanh với màu đỏ rất là nhiều nha các bạn. Rồi kế tiếp đây là một cái phiên bản cũng của là 2021, nói chung là màu của 2021 thôi, nhưng mà phiên bản này là 2022 nha các bạn, nó đã thay đổi thành yếm đen này các bạn, yên đen à. Đó, rất là đẹp mạnh mẽ ha, các bạn. Và kế tiếp đây cũng là phiên bản tiêu chuẩn nha các bạn. Phiên bản tiêu chuẩn thì nó bao gồm màu đỏ đen và xanh đen nè các bạn. Thì các bạn thấy phiên bản tiêu chuẩn nó là phanh phanh đĩa nè, vành nan hoa nha các bạn. Thì nó bao gồm hai phiên bản thôi. Còn phiên bản cao cấp thì bây giờ Nhuận sẽ tổng hợp với phiên bản cao cấp cho các bạn luôn ha. Phiên bản tiêu chuẩn hai phiên bản màu, bao gồm màu đỏ dạng như là mặt nạ đen như thế này nè. Và một phiên bản màu xanh. Nó có hai phiên bản nha các bạn, nó có hai màu sơn ha. Còn phiên bản cao cấp nó có 3 màu. Đây, màu đỏ, xanh này. Và một cái phiên bản màu trắng. Tí xíu sẽ có phiên bản màu trắng mình Nhuận sẽ nói lại cho các bạn ha. Kế tiếp là cái phiên bản cuối cùng là phiên bản đặc biệt đó các bạn. Thì đối với phiên bản đặc biệt hiện tại nó bao gồm hai màu sơn nè các bạn, màu đen nhám nè. Phiên bản màu đen nhám thì phiên bản 2022 các bạn, nhưng là như Nhuận đã nói từ đầu nó đổi thành cái yên đen ha. Là màu đen nhám và phiên bản màu xanh xanh đen nha các bạn. Nè, phiên bản màu trắng, phiên bản cao cấp nè các bạn. Đó, thì nãy giờ là Nhuận đã giúp cho các bạn cập nhật về tất cả màu sơn và tất cả phiên bản cho các bạn ha. Rồi, nhãn năng lượng chỗ này 1.54, rất là tiết kiệm nhiên liệu ha, tương đương khoảng 64 km trên 1 lít xăng nha các bạn. Rồi bây giờ Nhuận sẽ cập nhật giá cả trong thời điểm hiện tại sau Tết nó như thế nào nha các bạn. Thì đối với phiên bản tiêu chuẩn là bao gồm phiên bản màu xanh nè các bạn, phiên bản bánh căm và phiên bản màu và một chiếc màu đỏ cũng là bánh căm. Hiện tại bên mình giá là 38.490.000, chương trình khuyến mãi các bạn được giảm trừ thẳng 1.000.000 đồng, còn lại là 37.490.000. Kế tiếp là phiên bản cao cấp là bao gồm phiên bản màu đỏ, xanh, trắng, thì giá hiện tại bên cửa hàng bên mình là 39.490.000, chương trình khuyến mãi giảm 1.000.000 đồng, còn lại là 38.490.000 nha các bạn. Rồi kế tiếp là phiên bản đặc biệt là phiên bản màu đen nhám, xanh đen là xanh nhám đó các bạn. Thì hiện tại giá sau trừ khuyến mãi còn lại là 39.990.000 nha các bạn.
Đấy. Rồi, ở đây còn tồn lại một chiếc phiên bản màu bạc nè các bạn, rất là đẹp ha. Đó, thì hôm gài cũng có nhiều bạn gọi cho Nhuận về phiên bản màu tồn như thế này các bạn. Đó, bản này là bản 2021, còn lại có một xe duy nhất là các bạn ơi. Hôm gài thì bên cửa hàng mình bán những cái phiên bản màu bạc rất nhiều, được anh chị ủng hộ màu bạc này ha. Lý do là Honda đã bỏ màu bạc này rồi, sẽ thay thế cái phiên bản màu xanh này các bạn. Đó, cho nên là hai phiên bản này màu về cái tông màu có thể là khác nhau tí xíu, nhưng mà đều là cái nói về cái độ đẹp trai là nó ngang nhau nha các bạn. Rồi thì thời điểm hiện tại, khi các bạn mua xe, các bạn sẽ được nhận gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng, bao gồm một nón bảo hiểm, một cái áo gió, 2 lít rưỡi xăng. Đó, 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí, mình sẽ được giảm là 50% phí thay nhớt. Đó, khi, rồi kế tiếp á, là các bạn sẽ được giảm là 30% phí dịch vụ phụ, là bao gồm gắn ba ga nè, phủ nano dưỡng sơn nè, quán ống xăng nè, cuối cùng là chống trộm nha các bạn. Rồi kế tiếp á, thì Nhuận sẽ chia sẻ cho các bạn là khi các bạn mua xe á, thì các bạn có nhu cầu mua trả góp, thì như tiêu đề từ đầu Nhuận đã nói cho các bạn rồi, thì các bạn hiện tại mà bên cửa hàng Hồng Đức bên mình đang rất là muốn hỗ trợ cho các bạn mua xe với giá là hấp dẫn nhất và chương trình trả góp là ưu đãi nhất. Thì trong các bạn là cũng đã biết là hiện tại các bạn mua xe trong thời điểm tất cả các cửa hàng á, thì lãi suất nó dao động và lãi suất thường tầm khoảng 2 chấm ngoài đến 3 chấm. Thì bên mình á, thì hiện tại có cái chương trình lãi suất rất là ưu đãi, trả trước khoảng 20% giá trị xe thôi thì các bạn sẽ được hưởng lãi suất là 0.99%, nó chưa được 1% nữa các bạn ha. Rồi ở đây thì Nhuận có tính một cái phiên bản tính cho các bạn xem thử luôn nè các bạn. Đúng rồi, để Nhuận lục lại cho các bạn xem nha. Rồi thì hiện tại cái bản tính này các bạn, mình sẽ Nhuận sẽ quay cận cảnh, quay lên màn hình các bạn xem luôn. Đây, Nhuận có tính một cái phiên bản tiêu chuẩn nè các bạn. Giá hiện tại sau trừ khuyến mãi là 37.490.000, các bạn chỉ cần trả 20% tương đương 7.500.000. Thì có những mốc ví dụ như là 18 tháng nè, 2.147.000, 20 tháng 1.987.000, và cuối cùng là 24 tháng là 1.744.000 nha các bạn. Rồi kế tiếp á, là các bạn Nhuận sẽ chia sẻ các bạn một cái chương trình thu cũ đổi xe, thu cũ đổi mới các bạn. Ví dụ như là các bạn có những dòng xe mình không sử dụng chẳng hạn, nhưng mà mình không muốn sử dụng nữa, hoặc là các hãng khác chẳng hạn, thì bên mình sẽ sẵn sàng thu cho các bạn với một cái giá là cực kỳ hấp dẫn luôn. Và song song bên đó, các bạn mua xe mới thì các bạn sẽ được giảm giá thêm 1 triệu đồng trừ thẳng trên giá nha các bạn. Đó, thì như nãy Nhuận báo thì ví dụ như là 37.500 đi, giảm thêm 1 triệu rồi còn là 36.500 nha các bạn đó. Rồi, thì bên mình vẫn còn chương trình là giao xe tận nhà các bạn luôn ha. Thì bây giờ Nhuận sẽ ví dụ như là các bạn ở gần thì Nhuận mới giao được thôi. Tại vì bây giờ đó, thời điểm dịch hiện tại là rất khó khăn trong việc đi tới lui, thì bên mình cũng rất là hạn chế, mà mong các bạn thông cảm ha. Rồi, thì clip của Nhuận báo giá thì future đến đây là kết thúc rồi. Thì các bạn nếu mình muốn Nhuận review về sản phẩm nào thì có thể là comment phía bên dưới, thì hoặc có thể là gọi cho Nhuận hoặc là nhắn tin Zalo để Nhuận tư vấn cho các bạn ha. Bên đây là Vision nè các bạn, GSX 2022 nè, Alpha bản giới hạn nè, đằng kia là Ballet nè, SH Mod này nè các bạn, rồi SH lớn đằng này. Rồi thì clip của Nhuận sẽ kết thúc clip ở đây nha. Thì các bạn nếu thấy clip của Nhuận cảm thấy bổ ích thì có thể là để lại một lượt đăng ký, hoặc có thể là chia sẻ cho các bạn cùng biết để kênh của Nhuận có thể là phát triển lớn hơn, để các bạn cùng biết về chương trình khuyến mại của công ty Honda Hồng Đức ạ. Rồi Nhuận xin chào và cảm ơn các bạn nhiều nha.